Bánh chuối hấp là món ăn ngọt, hương thơm lôi cuốn. Bánh chuối hấp là món bánh dân dã quen thuộc, có từ lâu đời. Dù bao nhiêu thứ bánh ngon nạ ra đời và làm khuynh đảo lòng người, thì bánh chuối hấp vẫn giữ được vị trí nhất định trong niềm yêu thích của mọi người. Chân chân làm mà thấy ngon chứ. Ngon mới lên YouTube. Chân chân làm, mới làm hấp cho đem vô nè. Vâng, lên YouTube. Nước cốt chung là ghiền. Chung. Rồi, Chen Trần mời cả nhà ăn bánh chuối cùng Chen Trần và thưởng thức coi mùi vị nó như thế nào nha. Chen Trần mời Hà Trần ăn luôn. Ngon, ngọt, ngọt từ chuối. Ai mà khéo vậy ta? Chen Trần. Vậy hả? Mới biết. Chú này cây nhà lá vườn nha cả nhà. Không có phân. Ăn chuối rất là bổ cho sức khỏe, nhưng các bạn đừng có ăn nhiều. Ăn một ngày khoảng 2-3 trái thôi, nhưng chia ra thành nhiều lần. Chem Trần mời các bạn xem clip ăn chuối đúng cách trên YouTube kênh Chem Trần Thu Thanh. Chem Trần cảm ơn các bạn subscribe, gọi chuông thông báo, đăng ký kênh Chem Trần Thu Thanh. Hello, Chem Trần chào mọi người, ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại kênh Chem Trần Thu Thanh. Hôm nay Chem Trần review bánh chuối. Bánh chuối hấp là sự kết hợp của chuối với bột năng và nước cốt dừa. Miếng bánh dẻo, dai, ngọt ngào, thơm béo và hấp dẫn một cách lạ lùng. Cùng Chem Trần làm bánh chuối hấp để tự chiêu đãi cho bản thân và gia đình. Nguyên liệu gồm có bột năng, còn gọi là bột mì tinh, bột gạo. Các bạn làm bột năng cũng được, hoặc làm bột gạo không cũng được, hoặc pha hai cái lại chung cũng được. Dừa, Chem Trần sẽ thấm nước cốt dừa. Trước tiên là Chem Trần lột chuối nha cả nhà. Chem Trần cần mấy quả chuối à. Chuối rất là chín. Chuối này là chuối ở quê của Chem Trần lên rất là nhiều luôn. Nếu các bạn có chuối sim thì làm chuối sim, không có thì các bạn làm chuối già cũng được. Đây là nãy chuối già ở dưới quê Chem Trần trồng, rất là to luôn nha cả nhà. Ở bên Mỹ ít có chuối sim lắm, thường ta làm chuối già nhiều hơn. Chem Trần cũng không biết nữa, không biết ở bển là chuối sim nó mắc là làm sao nữa, hoặc là nó khan hiếm gì đó. Mà thường Chem Trần thấy người ta làm chuối già nhiều. Ở Việt Nam mình thì làm chuối sim hầu như là không có ai làm chuối già luôn á. Bên Mỹ thì người ta làm chuối già nhiều hơn chuối sim, tại vì không có chuối nha cả nhà, chứ không phải là chuối sim ăn không ngon. Chuối sim ăn ngon hơn chuối già, làm bánh ăn ngon hơn, nhưng mà ăn sống thì chuối già ăn ngon hơn. Nhưng mà cũng tùy thích nha mọi người, ai thích gì ăn đó. Sau khi đã gọt chuối xong rồi đó, giờ Chem Trần cắt khoanh chuối. Các bạn cắt dài cũng được, tròn cũng được, mà nhưng mà Chem Trần thích cắt tròn. Các bạn cắt chuối như thế này nè. Rất là ngon luôn nha cả nhà. Chuối này nó bự bự, trái nó to to bằng như là cái bắp tay của Chem Trần vậy đó. Nhiều quá nhà Chem Trần ăn không có hết, giờ không có biết làm cái gì nữa nên bày ra làm bánh chuối tiếp tục. Làm bánh chuối rất là đơn giản, các bạn chỉ cần mấy trái chuối thôi. Nguyên liệu thì gồm có bột gạo, bột mì tinh, đường, bột màu vàng. Nếu các bạn không có màu vàng thì các bạn để tinh nghệ để nó không hôi. Các bạn để bột nghệ là bị hôi nha. Các bạn cắt chuối như thế này nè. Xong rồi các bạn ướp đường để khoảng nửa tiếng, hoặc là có thời gian thì các bạn ướp nhiều hơn để trong tủ lạnh 5-6 tiếng gì đó lấy ra. Rồi mình ướp bột vào, rồi đổ
Rồi em Trần chỉ làm một sở một ít gì thôi, đủ cả nhà ăn rồi. Em Trần làm không có liều lượng, làm bánh chuối á, nhắm bỏ bột vô rồi đặt đặt sệt rồi làm rất là gọn nhanh mà không bao giờ mà bị hư hoặc là bị chở quẻ miếng nào hết trơn á. Đây là phần chuối cho em Trần sau khi đã thái mỏng. Bây giờ cho em Trần sẽ bắt đầu ướp đường. Sau khi cắt phần chuối xong, giờ cho em Trần để đường cát vào ướp. Các bạn có đường vàng á, ướp ngon hơn. Cho em Trần hết đường vàng rồi. Ướp đường vàng cái màu chuối nó rất là đẹp. Các bạn ướp mà khoảng 2-3 muỗng gì đó cho chuối nó áo vô đường cát á. Rồi các bạn để khoảng 30 phút. Ít nhất á, là 30 phút. Nếu các bạn không có thời gian thì các bạn sau khi ướp đường á, các bạn để vào tủ lạnh đến sáng mai. Ngày mai các bạn bắt đầu làm cũng được, bắt đầu để bột vô và làm. Mình ướp trước như thế này nè, cho đường nó thấm. Và dằn một chút xíu muối bột vào. Chân chân cho tí muối bột vào nha các bạn. Tí thôi. Nó có độ ngọt thanh hơn. Các bạn để màu vàng cũng được. Chân chân à, để cái tinh nghệ. Tinh nghệ thì nó không có hôi, mà nó có màu vàng rất là đẹp. Chân chân hết cái màu vàng rồi, với làm cũng bắt đắc kỳ tử. Thích lên làm. Sợ bỏ ba cái chuối này nó bị hư, không có thời gian để mà ướp chuối nữa. Quậy quậy lên cái đường tan cái gắt bột vô luôn. Trời cũng chiều rồi nên làm sớm mà ăn sớm luôn. Giờ cho em Trần thử coi nó có ngọt chưa, vừa vị mình ăn chưa cả nhà. Cả nhà vừa ngọt rồi nha cả nhà. Em Trần cho thêm bột vào. Nhà kem Trần không có thích ăn dai nhiều nên để tí bột gạo vào cho nó bớt cái độ dai. Còn bạn nào thích ăn dai á, thì mình để bột mì tinh thôi, khỏi để đục gạo. Với nhà kem Trần có người già đó, ba của kem Trần á, ông cụ không có găng nên phải pha bột gạo cho nó mềm, cho nó dễ ăn. Đó, các bạn gắt như vậy đó. Để trộn cho đều thôi à. Với liều lượng như thế này thì chanh chần để có một muỗng bột gạo đó. Các bạn thích thì để sữa vô, nếu mà đặc quá các bạn để sữa vô hoặc nước cốt dừa cũng được. Chanh chần cho miếng bột mì tinh vô. Bột mì tinh nha các bạn. Bột năng, bột mì tinh gì cũng được hết. Nhà có cái nào thì chanh chần sử dụng cái đó. Các bạn cho khoảng một muỗng nữa. Thấy vừa vừa sệt sệt đặc đặc là mình đổ à. Thiếu thì các bạn, nếu mà nó sệt quá thì bắt các bạn cho nước cốt dừa hoặc là sữa tươi vô. Thật ra cái bánh chuối này nó dễ đổ lắm. Sữa tươi milk vô cũng được, hoặc là các bạn chế nước cốt dừa cũng được, không có sao hết. Thích cái nào làm đó à. Nhà có sữa thì, tươi á, thì mình để. Thích thì để sữa tươi, còn không thích thì để nước cốt dừa. Cỡi này thì nó hơi lỏng, cho em Trần cho thêm miếng bột năng vào nữa. Hai muỗng bột năng nha cả nhà. Hai bột, muỗng bột năng, một muỗng bột gạo. Với số lượng mà cho em Trần đã làm như hồi nãy đó, rất là vừa luôn. À, cái này cũng dễ làm, các bạn cứ nhắm chần rồi thêm bột, thêm nước vô đặc đặc là làm được thôi à. Chẳng có sao. Nếu các bạn nào thích ăn béo thì để dừa, sữa tươi, có cái gì thì làm cái đó. Còn không thích đó, thì các bạn để nước lạnh cũng được. Cả nhà lá vườn thích cái gì thì làm cái đó. Bánh nó cũng rất là ngon. Cả nhà ơi, em Trần bắt đầu hấp bánh chuối. Thì em Trần còn cái tưởng như thế này. Ở dưới quê thì chúng ta có lá chuối, còn ở đây thì không có chuối, thì mình lấy một cái bọc thực phẩm
thấm một miếng dầu tha dưới cái khuôn và lấy một cái bọc thực phẩm. Các bạn không có cần mà lót hết cái bọc thực phẩm quanh, cái là chỉ cần là chảy dài ra có hai cái quai đặng hồi mình lấy cái bánh chuối mình chút cho nó dễ thôi, có cái đồ níu á chút cho nó dễ thôi. Rồi chim chần bắt đầu đổ bánh chuối vô sửng đem đi hấp. Dầu và lót một cái bọc màng thực phẩm dưới. Em chần tiếp tục làm nước cốt. Nước cốt này em chần pha tí bột gạo. Tí bột mì tinh, còn gọi là bột năng đó nha cả nhà, hoặc là bột năng, miếng đường, tí muối, thắng nước cốt. Các bạn dằn tí muối nó mới có cái hậu thanh, ngọt thanh và ngon hơn. Quậy đều và bắt đầu bắt lên bếp. Khi các bạn thắng nước cốt đó, các bạn thấy khuấy thêm một chiều thôi, thuận kim đồng hồ. Các bạn khuấy ngược lại thì nước cốt nó sẽ bị ốc trâu. Rồi các bạn cùng cho em Trần đi hấp chuối được 2 khuôn và cho em Trần đi thắng nước dừa luôn. Làm bánh chuối nguyên liệu gồm có chuối xiêm. Làm bánh chuối thì chúng ta cần có nải chuối xiêm cho nó bùi. Các bạn không có thì làm chuối già cũng được, nhưng mà ít ai làm chuối già lắm, chỉ có bên nước ngoài thôi. Còn Việt Nam mình thì thêm truyền thống thì làm chuối xiêm thôi. Bột năng, bột gạo. Bạn có thể dùng bột năng hoặc bột gạo, hoặc dùng bột năng và bột gạo pha chung. Sữa, không đường hoặc nước cốt dừa. Các bạn xài hai thứ cũng được, hoặc có thứ nào thì các bạn xài thứ đó. Nước cốt dừa hoặc sữa không đường. Và màu hoặc tinh bột nghệ. Đường. Mời các bạn vào bếp cùng chêm chần hấp bánh chuối và thắng nước cốt dừa. Đi thôi nào. Bánh chuối em Trần đã để vào khuôn và bây giờ để vào nồi hấp, nước đã sôi. Đây là cái thớ, cái nồi nước dừa em Trần bắt đầu bắt lên bếp nấu. Nếu lúc này có lá dứa các bạn bó một bó lá dứa thảy vô rất là thơm. Sau lên các bạn ha, bỏ nước dứa nha, rất là thơm. Đây để chân Trần thăm cái nồi bánh chuối. Wow, bánh chuối chín đã thơm lừng cả sang bếp. Mùi chuối rồi mùi nước cốt dừa hòa quyện tạo nên một hương thơm lôi cuốn. Chân Trần đã hoàn thành phần thắng nước dừa, rất là ngon. Nhắc đến đây đã thấy thèm rồi. Bắt nồi nước lên cho sôi có hơi để hấp chuối. Lúc này bạn cho khuôn bánh vào trong nồi hấp, hấp khoảng 15 đến 20 phút tùy theo độ dày của bánh. Bọc màng thực phẩm khuôn bánh để khi mở nắp nồi nước không bị nhỏ xuống dưới mặt bánh. Bạn lấy tăm ghim vào, thấy bánh không bị dính bột nữa là bánh đã chín. Khi đó các bạn lấy bánh ra để cho bánh được nguội hẳn, rồi cắt thành từng miếng nhỏ tùy thích. Yêu cầu về thành phẩm món bánh chuối có được. Về màu sắc, bánh chuối hấp sẽ có màu vàng nhạt, trong và dẻo. Khi nhìn vào sẽ thấy được từng khoanh chuối bên trong. Khi thưởng thức bánh chuối, bạn sẽ thấy được độ mềm dẻo, hấp dẫn, chuối ngon và ngọt. Bánh chuối Trang Trần vừa mới hấp xong. Trang Trần nói là chừa hai cái này nè, để mình kéo lên, rất là dễ lấy.
Dịch này xa nhau, dây tơ hồng lại đất tùm lum. Ai cũng toan đôi riêng mình làm chi phải buồn. Nào mình chia tay sau năm mình nối lại. Cười lên nhé em, đâu cần chi phải lo. Hẹn năm sau cưới không lấy người này thì lấy người kia. Không lẽ xui đến cả đời chẳng ai lấy mình. Tính toán cho gần cuộc đời đâu xa thế. Trên dưới giăng dây nên chúng mình chia tay. Rồi dẹp luôn. Bánh chín bạn lấy ra sắc miếng vuông hoặc hình thoi vừa ăn. Khi ăn, bạn chan lên nước cốt dừa và rắc đậu phộng rang giã nhỏ và mè. Bánh chuối hấp trên trần đảo hoàn thành. Chúc các bạn thành công. Bye, chào tạm biệt. Các bạn yêu thích trên trần, nhớ bấm nút đăng ký kênh trên trần Thu Thanh để theo dõi tiếp những video tiếp theo. Bye, chào tạm biệt. Trem Trần cảm ơn các bạn subscribe, gọi chuông thông báo, đăng ký kênh Trem Trần Thu Thanh.